Tiêu chí câu hỏi thì nó sẽ có 3 cái tiêu chí. Tiêu chí số 1 đó là phải gì ạ? Phải ngắn. Ok, sau đây chúng ta là sẽ thấy là gì ạ? Rồi, đây là một cái điều mà công giao cho nhiệm vụ cho những cái coach của công. Những coach là Peter. Trong tuần tới, nhiệm vụ của em là lắng nghe cái giọng của em 30 phút. Nha. Em nói với nhân viên hay là em họp, em mở cái điện thoại ra, em lưu lại 30 phút. Em nghe xem cái giọng của em nó truyền cảm và nó thú vị tới thế nào. Về nghe xong rồi sau báo cáo, em thấy em không thể chịu nổi cái giọng của em. Và em nói quá nhiều và quá dài và sao em? Có nghĩa là gì ạ? Và đấy là cái chúng ta là sẽ trong thời gian chúng ta thực hành chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Mình làm coach là mình gì ạ? Trở nên rõ, gọn, ngắn. Thế nào thì gọi là ngắn? Đúng không? Khi ai đó bảo là em muốn thay đổi này, thay đổi cái công việc, thì cái điều mình nếu mà mình muốn đặt câu hỏi là tìm động lực, mình đặt cái câu ví dụ như là à, thì khi em nghĩ về cái việc mà em thay đổi công việc thì nó có ý nghĩa gì? Là tại sao em muốn được? Thì nó có thể quá dài, đúng không? Mình chỉ đơn giản hỏi là à, tại sao em lại muốn cái điều đó? Mình hỏi về cái động lực mà tìm cái lý do phía bên trong, thì đó là một cái câu hỏi ngắn. À, câu hỏi về coach nó nên ngắn để gì ạ? Để coach tập trung cái năng lượng trong cái việc nhìn sâu vào bên trong bản thân họ, để draw để khám phá những cái câu trả lời ở bên trong họ. Mục tiêu của câu hỏi ngắn là để làm cái điều đấy. Chúng ta sẽ không đặt câu hỏi dài bởi vì sao? Coach dùng năng lượng để hiểu cái câu hỏi hết năng lượng rồi, đúng không ạ? Không có thời gian để nhìn sâu vào bên trong bản thân họ nữa. Chúng ta thấy cái sức mạnh trong cái quá trình mà tác động của mình nó trong quá trình giao tiếp là coach là nó mạnh mẽ tới chừng nào. Rồi, cái thứ hai nữa là mình hỏi, mình sẽ biết rất là rõ mục đích của câu hỏi là gì, đúng không ạ? Mục đích của mình là ví dụ như thu thập những cái thông tin chung. Em có thể chia sẻ cái thêm về cái mục tiêu này, có nghĩa là thêm cái thông tin tại sao cái việc mà em chuyển việc nó lại quan trọng đến cái thời điểm quan trọng tại thời điểm hiện tại, tại sao em muốn cái điều này, khi em chuyển việc em muốn cái điều gì, đâu là những cái điều mà cái công ty mới cho và cái công ty em muốn, thì mình hiểu ra những lý do và cái động lực, đúng không? Và em khi nào em muốn thực sự chuyển việc và cái nhu cầu cái tài chính của em như thế nào, thì đó là những câu hỏi để làm rõ để mình có thêm những cái thông tin cụ thể, thì mình sẽ biết là cái mục đích của câu hỏi của mình là gì, đúng không? Và thứ ba nữa, mục đích của câu hỏi đó là gì ạ? Nó phải mang tính trung lập. Ok ha, nó là neutral, nó là trung tính hoặc là trung lập. Tức là gì ạ? Nó sẽ không dẫn dắt người khác đến cái giải pháp. Một câu hỏi như thế này là không trung lập này. À, chị Thanh ơi, chị có nghĩ là đây là cái định hướng sắp tới chị nên làm marketing kiểu Facebook để giúp cho marketing coach, chị có nghĩ đó là cái cách tốt không? Đó là gì ạ? Đó là mình đã chỉ ra hoặc là em đã thử cái cách này chưa? Đúng không ạ? Thì về các bạn đó là câu hỏi. Nhà công em nói vui, nó là một cái lời khuyên trái hình. Em đã thử cái này chưa? Em đã thử cái này chưa? Em đã thử cái này chưa? Thì là gì ạ? Có nghĩa là mình đã sử dụng những cái suy nghĩ của mình để mình dẫn dắt những cái suy nghĩ của người khác, thay vì mình chỉ đơn thuần mình hỏi là em đã thử những cái hành động nào để giúp cho em nâng cao cái năng lực marketing, cái kết quả của từng hành động là gì, và những cái hành động mới mà em muốn trải nghiệm, em muốn trải nghiệm để mà giúp mình là gì. Đó là những câu hỏi mang tính trung tính để giúp người khác mở rộng cái suy nghĩ của họ mà không đưa những cái suy nghĩ của mình can thiệp thô bạo. Ok, không đưa những cái suy nghĩ của mình can thiệp thô bạo vào cái suy nghĩ trong trẻo của người khác. Đó là cái mục đích, cái tiêu chí của câu hỏi. Rồi, trong quá trình mà chúng ta coach, chúng ta sẽ thấy mình can thiệp thô bạo như thế nào. Và chúng ta không nghĩ đó là can thiệp thô bạo đâu, bởi vì chúng ta thì ạ, khi mà có một cái người thứ ba đứng quan sát
Và khi chúng ta về chúng ta ghi âm lại, chúng ta về chúng ta nghe thì chúng ta mới thấy là đôi khi cái mình nói hay những cái lời khuyên của mình nó là cái mang cái tính chủ quan của mình rất nhiều, mà mình quên mất là mình hiện diện, mình lắng nghe xem người khác thực sự muốn cái điều gì. Rồi mình đi phần qua các tiêu chí của câu hỏi nữa ha. Cái key là gì ạ? Keep it simple. Khi không làm post không thấy là gì ạ? Less is more. Câu càng nói ít, học viên càng học được nhiều, bởi vì có không gian để người ta sâu lắng để suy nghĩ. Và câu hỏi thì nó phải có nụ hôn là gì ạ? Keep it stupid, simple. Hãy giữ mọi thứ trở nên rất là đơn giản. Đúng là cái điểm simple, short and simple. Ngắn, ngắn gọn ha. Một cái câu hỏi ngắn là gì ạ? Chúng ta để ý ha, nếu mình có xu hướng mà mình hay nói 2-3 hơi mới hết một câu á, thì cái câu của mình quá dài. Mình nói một cái hơi thì người ta hiểu một cái hơi. Đúng không ạ? Một cái câu nói ngắn là gì ạ? Chúng ta nói từ tốn trong một cái hơi thở, nó hết một câu. Chúng ta hỏi một phát hết một câu. Đấy, chúng ta nói mà chúng ta còn hết hơi thì người ta hiểu mình hết thở, biến thở luôn. Rồi, thế trong cái phạm vi mà những cái câu hỏi trong cái phạm vi ha, thì đây là cái khi mà chúng ta học coach chúng ta sẽ giúp là gì ạ? Nó khác biệt đó. Thứ nhất là cái quá trình 3 ngày chúng ta ở đây là gì ạ? Mình làm rõ mục tiêu. Thứ hai là gì ạ? Mình phải giúp cho coachee của mình hiểu được tại sao họ muốn cái điều họ muốn. Bởi vì trong coaching là gì ạ? 80% cái việc đạt được mục tiêu là hiểu được the why, hiểu được tại sao mình muốn cái điều mình muốn. Nó giống như chúng ta em biết là tập thể dục tốt, em biết học tiếng Anh tốt, em biết là uống nước tốt, em biết ăn những cái thứ mà thực phẩm có lợi là tốt, nhưng mà mình có làm những cái thứ mình tin nó là tốt không? Mình phải hiểu được là tại sao mình muốn cái điều đấy, nó quan trọng, nó thúc đẩy cái động lực của mình. Và cái sự khác biệt của coach so với những cái ngành nghề khác mà sáng nay mình có đâu đó mình nói tới là gì ạ? Đó là gì ạ? Có xu hướng về hành động, nó gọi là bias to action, nó có thiên hướng hành động. Bởi vì gì ạ? Chỉ có khi nào mình hành động khác đi thì mình mới tạo dựng được cái kết quả khác đi cho cuộc sống của mình. Ok, rồi chúng ta vừa trao đổi phần này rồi nha. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta thực hành ngắn về sức mạnh của việc đặt câu hỏi. Cô sẽ cho chúng ta mỗi người 7 phút. Ok, nhiệm vụ của cái người tạm gọi là coach, đúng không? Ở đây mình chưa học gì cả. Nhiệm vụ của người gọi là tạm gọi của coach là gì ạ? Mình trao đổi 7 phút với cái người partner của mình. Mình có 7 phút để mình chỉ hỏi nhé. Kêu nhắc lại ha, chúng ta chỉ phải là lắng nghe thôi, không khuyên cái gì ở đây cả. Ok, chúng ta đang học cái câu hỏi để mình xem là mình giúp cho cái bạn của mình khi người ta nói về mục tiêu như thế nào. Rồi còn cái người coachee ha, đặc biệt là coachee là nói gì ạ? Nói về một cái điều mà mình mong muốn làm, mình muốn đạt được, có thể là từ giờ 1 năm, có thể là mục tiêu ngắn 2 tháng, 3 tháng tới hoặc 6 tháng tới mình muốn làm. Để xem là sau quá trình mình nói, mình rõ hơn về cái mục tiêu của mình như thế nào, mình gia tăng cái động lực của mình ra sao, và nhiệm vụ của post là gì ạ? Đặt câu hỏi và lắng nghe ha. Chúng ta chú ý ha. Ok, mình sẽ có 7 phút mình bắt cặp với nhau và kèm một cái chúng ta đổi vai. Ok, để mình xem là khi mình lắng nghe thì giúp người khác nói sâu về mục tiêu, ước mơ của họ như thế nào. Rồi, ok, mình bắt cặp em. Let's go.